sỏi thì cũng ngon mà cũng hư luôn, không kỹ lắm đâu. Được, tôi biết. Nằm trong bóng này là Perisic hả? Vâng, anh em sẽ thấy là xem chung kết trận Pháp với Croatia. Trước nãy thì mấy anh em cũng làm quả độ nhẹ, đó là Tuấn là theo đội Croatia này. Giơ tay ngói đó. Croatia này. Đồ hồng, hồng, hồng. Hồng Black, hồng Black trên bờ Croatia này. Xếp xếp phòng Croatia này. Nghĩa là à, còn lại Pháp nghĩa là tí nữa là ngày qua ngày mai á là anh em á, ai mà thua á, là khao người đó món Thái á, món Thái, cái quán Thái gần đây, gần khu của anh em mình mà. Bắt đầu xem chung kết nha anh em. Quán nó dạo này nó hay không mở cửa mà đúng xin chào anh em. Và các bạn cũng xem tối qua anh em mình là mình buổi nhậu nha, ra răng rồi đó. Thì cuối cùng cũng có cái kết là vô cái quán Thái như thế này đây. Đây là quán đặc trưng Thái luôn anh em, toàn là người Thái không à. Cái khu này cũng là khu người Thái luôn mà. Đây là vi người Thái này. Vì là đủ chủng loại luôn, Iran, Iraq, Philippines. Đó, thằng luôn quá rồi. Hồng không? À. Bây giờ hôm nay là anh em mình là ăn đồ Thái. Ở đây đồ Thái có nhiều loại lắm, từ buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Nổi tiếng nhất là mấy món hủ tiếu Thái á. Những cái vị với lại bánh xèo nữa anh em. Đó, thằng Tuấn đang chỉ không? Thì đồ ăn ở đây thì tương đương từ 700 cho đến 800 yên anh em. Cũng tương đương gần 120, 140 Việt Nam mình á. Đây là ngồi chờ đồ ăn ra thôi. Vâng, anh em sẽ thấy là những mấy cái quán mà từ người Việt Nam này, người Trung này với lại người Thái á, thường là những vào vô quán á, thường họ sẽ bày bán này những cái đồ khô á, đó là lá giang này, cái là lá giang khô, bò khô, đồ cá khô này anh em này, cá khô này, mì chính này, với lại nước mắm, với lại ức tương, còn có cả phở nữa anh em này. Anh em thấy phở không? Phở ở đây cũng có đồ Việt Nam anh em nghe. Tôm yum. Món tôm yum là món hủ tiếu đó nghe này. Hả? Hả? Tôm yum ở đây này. Đúng rồi. Nhiều lắm. Trời ơi, đồ Thái ở đây nhiều lắm anh em nghe. Chết tụi đi được kìa đó. Cái quá. Cái hủ tiếu tôm yum ở đây này. À này, hủ tiếu tôm yum là 800 yên nghe. Có lẽ nè.
hủ tiếu ở đây là ngon lắm, chỗ này ngon. Còn có bánh xèo nữa nè, bánh xèo, ốc hến các kiểu. Video của anh được 31 like ở đâu là dữ vậy? 125 view. Má thằng view mà đéo có like cho mình. Và anh em sẽ thấy mấy mà chỗ mấy mà người Thái họ luôn luôn họ trưng cái bức ảnh thờ vua nghe anh em. Đồ hầu như mình thấy là chỗ này họ rất là chuộng biểu tượng voi nha. Toàn là hình con voi không à. Với lại đồ Phật. Bức tượng Phật đầu kia kìa. Đây mình sẽ quay toàn cảnh ra nên thấy là con Thái nó như thế nào. Chỗ nào nó cũng có cái biểu tượng voi hết. Chúng này mấy anh em mình vừa đặt mấy món rồi. Hầu như anh em cũng đều là ăn đồ hủ tiếu. Hủ tiếu tôm dầm. Đúng rồi. Nó có vị cay cay the the. Rất là thơm. Đúng rồi, món cơm thì thấy bình thường mà được nổi tiếng nổi thì vị đậm đậm thì hủ tiếu. Trăm điểm pháp bốc ba cơm cả tiếng giữa trăm điểm pháp ngon. Nếu mà anh em nào mà muốn biết địa điểm hủ quán hủ tiếu này thì cũng gần ở Chio Linh Càn á. Các bạn đi ra chỗ Chio Linh Càn có cái 7-Eleven á, các bạn quẹo qua bên phải là tới. Anh Phong thấy anh em đang giòn ngó, anh em không cho ăn miếng à. Cho miếng thịt cho anh bổ chứ. Trời ơi, nhìn thằng Tuấn như thế này mà anh cho rau đang được. Vâng, anh em sẽ thấy là coi như bây giờ đồ anh Phong thì mới ra mà anh em thì chưa ra. Anh em đang đói meo rau rồi. Mà anh Phong bất chấp mọi dư luận đang ngồi ăn. Nãy cuối cùng cũng cho Tuấn ăn được miếng á. Hết nước cậu. Nóng nước rồi. Đói quá anh em ơi. Nè, hầu như là biểu tượng quán đồ Thái á, người ta họ rất chuộng voi, hình voi nha anh em. Trên cái nước chịu voi mà mới nấu ra mày. Ờ? Đồ các đồ gia vị ở đây là các bạn cũng có rồi, nước mắm này, đường này, tỏi muối này, với lại ớt khô. Đại ca, có cái nó có hay á. Anh Phong anh xét tổ buổi sáng mà. Anh ơi, hình như mấy cái cuốn nó đủ người luôn anh ơi. Xem kìa, anh em ai đói mà cũng phải. Đói ăn cũng ngon mình đã. Nào, có chứ. Đổ kìa. Đổi anh. Anh bất chấp liền kìa. Ngon, trời ơi, ăn chùa mới ngon à. Hình như cái cuốn nó ngon đó anh ơi. Bây giờ không xin luôn. Em ăn mọi người sao? Thì họ chứ em xin lại giờ mà. Cắn nữa là cậu. Nữa là cậu. Ngăn này như ăn cướp rồi. Ngon. Ngon. Chờ mà nó không ngon ăn. Vâng anh em, đây là món hủ tiếu Thái nha anh em. Hủ tiếu Thái, các anh em mình thì chọn loại cay á.
các bạn thấy là vần này, thịt này với lại nhiều lắm. Hầu như cái này là lục phủ ngũ tạng của con heo á. Còn đây, đây là sợi sợi hủ tiếu của Thái này. Đó. Bây giờ là chương trình ăn Phong thì ăn cơm, còn mấy anh em thì ăn hủ tiếu mà. Thôi, chín ngay nè. Có anh em nào thích ăn cay không? Mình thì ăn ở đây thì vẫn phải thêm tí nước mắm với lại nước mắm Thái này. Nước mắm Thái. Mua thêm chút ức khô. Thôi, chín hơn em ơi. Thôi, chín hơn em ơi. Giá tiếng Nhật như phải gì quên nữa rồi đó. Mùi giá tiết. Thơm. Vị 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 con Thái lại đậm. Cái Vị Thái ở đây là rất là lạ nè. Mấy nay mình ăn con Thái ở nhiều nơi rồi. Tôm dầm mua thì tôm. Anh em biết không? Anh Phong xong rồi mà thấy mì hủ tiếu ngon quá nên gọi thêm phát nữa. Cái này ngon. Trong mùi hút theo anh Phong quá. Còn đây là món miếng chả này. Miếng chả bên Nhật này. Anh chưa nói xong câu à, anh đã hiểu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhìn có cái quạt thổi cho khách ăn nhìn vui ha. Nhìn có ai giống đậm đậm chất Việt Nam dễ sợ. Cam côn ca. Cặp con ca, cặp con ca. Cái vườn này. Vườn bên này đẹp này. Bên là bên cạnh quán Thái này nè. Có vườn đẹp ghê. Không phải là cái quán. Là nhà của người ta. Ta thiết kế chứ. Nắng dữ. Nắng quá. Ây da. Thôi, cảm ơn anh em đã xem món Thái của anh em mình. Nhìn ngon dữ luôn. Vị rất là lạ. Nói chung là đồ Thái bên này nó rất là đậm vị với lại hợp với khẩu. Với lại hợp với khẩu vị người Việt Nam mình lắm. Nếu mà các bạn nào mà ở gần Kanawha, gần Chiô Đinh Cần á thì các bạn cứ ghé vô quán Thái này để ăn. Rất là ngon nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi đã. Bye bye, cảm ơn các bạn đã xem video mình. Bye bye. Rồi, 9 rồi anh em ơi. Nó lạnh vừa đủ vậy hả?